Thì bố chú anh chị cái cây quản tế giống anh em của chú anh chị biện pháp là bên em là các con của chú anh chị thành ra nó chuẩn giống mẹ 100%. Củ thì cũng khá là to của chú anh chị. Giờ ở đây, chiều cao cây thì tầm 4 tấc của chú anh chị. Và nghe cái tên quản tế thì rất là hay của chú anh chị, nó sống nó không có thổi luôn của chú anh chị. Rồi nó lên bông rồi nó bắt đầu nó nhảy con rồi cái kiểu luôn của chú anh chị. Và ứng dụng đầu tiên của nó được kể đến đó là để mình cắt những cái tàu lá của những chị chưng rất là bền, những chị chưng tàn hoa đồ rất là bền, bình bông đồ những chị rất là đẹp. Và cái mang cái tên ý nghĩa đâu chứ chị kêu quảng tế, cái dòng quảng tế thì cái dòng nó chịu khô hạn là cực kỳ tốt nha chú chị, nó không có chịu được ngập úng, chủ yếu là để trang trí sân vườn cảnh quan đó, những cái công viên mình cũng có để những cái chân trong văn phòng rất là đẹp của chú anh chị. Của chú anh chị có cần cây quản tế giống xin liên hệ bên em. Em chân thành là cảm ơn của chú anh chị xem kênh, em kính chúc cô chú anh chị và học thật nhiều sức khỏe. Đó, cho chú anh chị chìm ngắm đây, lá rất là cứng dày. Đó, cho chú anh chị chìm ngắm. Em chân thành cảm ơn của chú anh chị xem kênh, em kính chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Đó, một cây ủng hộ bên em.